Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Phương Cún nhé. Hôm nay thì em sẽ làm một cái video giới thiệu mọi người về một giống chó mới, cũng không hẳn là mới mà một giống chó vừa quen vừa lạ đối với chúng ta nhé. Đó chính là chó Chihuahua. Đấy, các bạn, chó Chihuahua này thì chắc là mọi người đã nghe nói khá là nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam ấy thì cũng chưa có nhiều người nuôi các bạn cún này nhé, nên là các bạn ấy cũng chưa phổ biến lắm. Nhìn thì khá là giống các bạn phốc hươu đúng không? Nhưng mà đây là chó Chihuahua nhé mọi người nhé. Thì giống chó này ý, có nguồn gốc từ nước Mexico. Đó. Sau đó thì nó sẽ đã nhanh chóng trở thành một giống chó cảnh được rất là nhiều người ưa chuộng. Đặc điểm nhận biết lớn nhất của dòng chó này chính là giống chó có thân hình nhỏ bé nhất thế giới. Cân nặng của chúng thì chỉ đạt từ tầm khoảng 0,5 đến 0,5 cân. Đến 1 cân hoặc 1 cân rưỡi thôi, và có chiều cao dưới 23 cm. Đấy, Chihuahua còn là một giống chó lâu đời nhất ở Bắc Mỹ nữa mọi người nhé. Tuy nhiên thì với thân hình nhỏ bé như thế nhưng mà chúng lại có một bộ não siêu việt, nói chung là rất là thông minh, cực kỳ thông minh, trong nhà rất là tốt, và đặc biệt có cái bản chất là chỉ trung thành với một chủ duy nhất. Tức là khi mà mọi người là người chủ đầu tiên của các bé ấy thì bao giờ cũng là người mà các bé ấy trung thành nhất và yêu quý cuốn quýt nhất. Còn những người chủ sau thì tất nhiên là các bé có thể vẫn một thời gian thì các bạn cũng sẽ quen thôi, nhưng mà sẽ không bao giờ được như là người chủ đầu tiên đó. Thế nên là đối với các bạn chó này thì mọi người nên nuôi ngay từ nhỏ nhé, đừng nuôi từ các bé lớn, thì mọi người thường là sẽ không có được sự liên kết đối với các bé ý như khi mà mình nuôi ngay từ nhỏ ấy. Đây, trong video của em thì đang có một đàn cún Chihuahua có 3 bạn, và các bạn này đều tầm khoảng hơn 2 tháng tuổi rồi đó. Mọi người thấy thì rất là nhỏ luôn nhé, mặc dù sở hữu kích thước nhỏ bé nhưng mà và nhìn có phần hơi gầy gò một chút, nhưng mà các bạn ấy lại có tuổi thọ khá cao, từ 10 đến 18 năm, có sức đề kháng tốt và rất là ít mắc bệnh. Cũng như là khi mọi người nuôi những bạn phốc hươu ở nhà ấy, thì những bạn này mọi người nhìn cái thân hình các bạn ấy thì cũng tầm tầm như thế, nhưng mọi người thấy là các bạn ấy sẽ rất là khỏe đấy, và cực kỳ dễ nuôi nhé mọi người nhé. Đó. Các bạn cún Chihuahua bên em ấy thì cũng như tất cả những bạn cún cảnh khác, trước khi mà gửi về với ba mẹ mới thì em đều phải run và tiêm phòng vaccine rồi, theo dõi sức khỏe các bạn ý ổn định thì em mới gửi. Mọi người yên tâm là dòng chó Chihuahua là một dòng chó cực kỳ dễ chăm, dễ nuôi, rất là tình cảm luôn đấy. Và nuôi ở nhà thì các bạn ăn rất là ít đấy, nên là mọi người yên tâm là cho cái gì các bạn ấy cũng ăn nhé. Đó, thì mọi người có bất kỳ câu hỏi về nào về dòng chó đáng yêu này thì mọi người hãy để lại phần bình luận phía bên dưới phần bình luận nhé, để em có chủ đề làm video ạ. Xin chào mọi người.